Tại sao một cái việc nhỏ nho như thế mà em làm cũng không xong? Em không ngờ là con chị bé nó... mới không ngờ. Sao em có thể làm việc sơ sẩy thế? Avatar thì để đại một cái hình chim muông hoa lá cành là được. Còn cả tin nhắn nữa em up lên làm gì? Một cái clip đã đủ lắm rồi. Em cũng nghĩ là... Bây giờ thì hay rồi. Nó đòi công an vào cuộc kia kìa. Mà nó làm đến cùng đấy. Bây giờ làm thế nào hả chị? Còn làm thế nào nữa? Phải bịt miệng nó lại thôi. Chỗ chị em thân tình, chị cũng thấy ái ngại cho em quá. Nhưng vụ này Hạnh mà làm căng là cũng mệt đấy. Nhưng mà em không hiểu. Nếu như không phải Hạnh tán em, vậy thì ai cố tình giở trò giả mạo như vậy? Hay là em gây thù chuốc oán với ai? Thế thì cũng có người rảnh thật đấy. Mà không được em Hạnh hâm mộ, thất vọng à? Thôi, chị khuyên thật, em về thuyết phục vợ, giải quyết chuyện sao cho kín kẽ. Về phía công ty thì chị cũng sẽ làm rõ đây là một hiểu lầm. Hạnh trong sạch, thế là vẹn cả đôi đường. Chứ chị cũng không muốn vì cái tai bay vạ gió này mà mất đi một thiết kế cứng đâu. Nhưng mà trong vụ này, nếu như không biết ai giở trò, đến bản thân em còn bức xúc bực mình mà nói vợ em không tin ấy. Thôi, trước mắt thì cứ về bàn bạc với vợ đi. Em cũng nhìn thấy sự quyết liệt của Hạnh rồi đấy. Không để lâu được đâu. Mà nếu cần chị nói đỡ gì với vợ em thì cứ nói nhá. Dạ, em xin phép. Anh đã liên lạc với bên Quang Minh rồi. Mặc dù đây là đối tác nhỏ, nhưng mà chúng ta vẫn phải làm tốt để giữ mối làm ăn lâu dài. Hai em qua luôn đi nhá. Dạ vâng. Vâng ạ. Em đi ngay đây. Ừ. Hạnh này, em trao đổi với cộng tác viên đến đâu rồi? Em cũng đã nói chuyện với họ và viết báo cáo gửi qua email cho anh rồi. Thế à? Hạnh, anh muốn nói chuyện với em. Là anh em cùng phòng với nhau, có gì khúc mắc thì gặp nhau nói chuyện giải quyết. Quan trọng là tư tưởng phải thoải mái thì công việc mới chạy suôn sẻ được. Thế nhá. Dạ. Có thể có sự nhầm lẫn ở đây. Hạnh, anh sẽ đưa vợ anh tới trực tiếp xin lỗi em. Về chi phí vào viện cũng như tổn hại nếu có, vợ chồng anh chịu trách nhiệm. Vấn đề nằm ở vợ chồng anh. Một lần nữa, anh xin lỗi. Thật ra, em cũng chỉ muốn lấy lại sự trong sạch cho bản thân mình thôi.